Chào các bạn ơi, mình đến từ tạp hóa thủy sinh.com. Hôm nay khách có gửi cho mình một cây đèn led clear D130 ha. Cây này thì nó bị lỗi driver led. Nó nóng hồi nó sập nguồn luôn ha. Thử đèn này. Bluetooth thì vẫn còn nhận. Nhá lên cái ha. Nha, chấp chấp như vậy và cái đèn nguồn này, chấp theo này. Thì cái này mình tư vấn khách là có thể sửa nhưng mà nó hơi lâu. Khách đồng ý là thay luôn cái mạch ha. Nên mình đang có mạch nè. Mạch mới để thay luôn, có cả Bluetooth nha. Tùy trường hợp thì khách sẽ muốn thay Bluetooth hoặc là nếu nó hư hoặc là thay luôn cả mạch mới. Mạch mới thì nó sẽ gồm Bluetooth trên này, pin mới luôn nè. Nguyên bộ mạch mới luôn. Thay vô thì nó nhanh hơn. Là mình xài được nó bền hơn so với mình sửa trên mạch cũ nha các bạn. Mình cùng theo dõi rồi tập hóa thương thay mạch cho Netlia AT5 D130. Cảm ơn các bạn. Đây, mình đã thay cái mặt hư này ra ha. Và thay mặt mới vào đèn. Và mình sẽ thử lại cái đèn kính trắng nè. Kính đỏ nè. Kính xanh dương nè. Kính xanh lá nè. Green nè. White nè. Red nè. Warm nè. Quạt nè, ok ha. Fan speed nè. Tắt fan nè. Mở fan nè. Nói chung nó bị lỗi trên mạch này nè, thì thay mạch mới vào là ok thôi. Led, phần led thì không có bị gì hết. Thì cái dòng D130 này thì nó ra đời cũng lâu rồi, nhiều bạn cũng đã xài lâu rồi. Thì hiện tại mình sẽ gặp vấn đề hư hỏng của cây D130 này xuất hiện, bắt đầu xuất hiện nhiều nha. Thì vì tuổi thọ vòng đời của nó cũng lâu rồi đó, thì bắt đầu nó sẽ bị hư. Thì bạn nào có đèn Netlia các model bị hư đó, thì cứ lại có thể liên hệ với tạp hóa thủy sinh.com 0366632123. Mình nhập được cái linh kiện thay thế chính hãng hoặc là sửa chữa trên cái mạch hư cho các bạn nha. Thì cái thời gian mà thay mạch mới á, thay nguyên bộ mạch như vậy thì nó mau hơn ha. Mình cứ tháo ra mình thay là xong. Còn cái thời gian mà sửa chữa trên mạch cũ này thì nó sẽ lâu hơn. Thì mình phải dò lỗi và bắt lỗi và fix lỗi. Trường hợp chip có sẵn thì thay nhanh, còn chip mà hết thì mình đợi thời gian mình nhập chip vậy ha. Tại vì các chip đèn này nó nhiều loại lắm, mỗi loại nó mỗi khác nhau nên mình không có thể nhập hết tất cả được. Thì trường hợp sửa chữa thì thời gian nó sẽ lâu hơn là thay thế linh kiện nha các bạn. Khi nhận đèn của các bạn mình đều kiểm tra và báo giá cho các bạn hết. Bạn chấp nhận cái giá nào thì mình sẽ làm theo cái phương án đó ha. Rồi, cảm ơn các bạn, có gì gọi mình nha, 0366632123. Thì sau khi thay mạch xong thì cái mạch này mình sẽ gửi lại trả lại cho khách ha. Mình cũng không giữ lại làm cái gì. Vì... Rồi, cảm ơn các bạn nha.